Vâng, trận thi đấu thứ hai trong series thứ ba, Hitman là của lớp 1 và Hồng Anh, Per Katha là của Vê Lớp và Hoàng Minh Nhi. Vâng, quả đầu 7 cây và có hiệu rất sớm dành cho lớp 1. Và một ông thì Sida còn xông pha đi bán máu, một ông còn lại thì nhom nhem rồi chơi cả cái loại đánh giày. Bảy yêu đầu thấy rất sớm và rất nhiều, đây không biết là 7 không 6 à, 7 phải đến lại 2 4 6 7 con. Rồi đôi voi quả phụ nữa là mát thành cho nó một đấy. Thế thôi, cần gì hơn. Gỗ đầu cũng không quá xa. Rồi hai em hiêu ngã xuống trước. Màn hình máy của Hồng Anh là người cầm Hitty. Đôi voi ở nhà chính và quả phụ đã có rồi, bầy hiêu đây luôn. Khá nhiều những cánh rừng xung quanh nhà. Đó nghe, không ai. Rồi và bây giờ thiết kế BG ăn bãi quả phụ. Chỉ là 5 cây thôi. 4 con hiêu, đôi voi và 2 quả, một bãi đủ thôi. Đủ lên đời. Thấy thêm con voi nữa thì mát, thì lại thành khỏe. Và quyết định chỉ quyết định đánh 25 nông dân. Mặt trong xây được không? Vướng bãi đá phía bên trong. Vâng, phải bắt buộc phải đóng một chiếc BS ăn cái bãi gỗ ở mặt ngoài. Phải liệu cái mặt này có cái gì ở đây, tươi này. Đó mà kín chỗ này thì mắc binh. Vâng, đấy ngày thường gặp may. Đáng là phải đóng S xấu thì lại thành cái S đẹp. Dường như Per Sian bên phía đối bạn là người lên sớm. Vâng, rất sớm, hai nhà phía các bạn đều lên sớm. Cẩn thận cái mép. Test kỹ một chút, đây sẽ là cái hốc của Hồng Anh luôn. Không khung nhà rộng nữa. Sẽ chỉ đánh kiểu như nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Vẫn là đầu 10 dành cho Hồng Anh. Chưa thấy gì bên nhà Hồng Anh, nhiều khả năng lô 1 đang ăn đấm.
Rồi, như vậy là lô 1 đã bị thọc giò rồi. Nâng cấp bánh, nâng cấp chặt gỗ, sau đó là ra một con tê để thủ. Vâng, đang gom được rất nhiều gỗ, tích được rất nhiều gỗ để có thể bo kín nhà từ này. Vâng, Hồng Anh rất tinh, pha vừa rồi. Nhà này của Hồng Anh giờ chỉ sợ ca thôi. Bây giờ thì lô 1 đánh thủ toàn tập. Đội bạn là 2 chém mà, thủ toàn tập cho Hồng Anh là được rồi. Lực của Hồng Anh cũng tương đối được đấy. Khi mà đang ra được rất nhiều ruộng. Rồi bây giờ pan của lô 1 thì lo hành rồi. Vâng, giò lỗi đổi vòi đen. Vâng, như Hồng Anh các bạn thấy đóng nhà rất tỉnh. Đóng nhà này thì thích lúc nào cũng là mọc bên trong thì thích, thích lúc nào mọc bên ngoài cũng được. Chắc là công ca rồi. Thông tin lô 1 bảo vệ. Đấy, có ca rồi. Vâng, bây giờ phải ra thỉa nhưng phải bịt e lại luôn. Bịt hẳn ra ngoài em. Đông khá đông lạc đà đấy, đôi bạn hai nhà vẫn còn khỏe. Đã bắt đầu có à dã vào. Và nó đứng một vị trí khá đẹp. Bắt đầu rỉa được một con ca, tốt. Rỉa được lại chạy, rỉa được lại chạy. Xin 100 vàng luôn. Vâng, có đủ 60 vàng để có thể nâng cấp cái giáp 4. Rồi, nâng cấp được giáp 4 rồi. Bị đe lại luôn. Vâng, rỉa được con ca thứ hai. Thằng này chỉ là 34 thôi. Hồng Anh quyết định đẩy một tơn đi để có thể chơi fit dân của Pơ. Nhà cứng vào. Cả khu vực ruộng nữa cũng cần phải nhà cứng. Cái ruộng ở sát đấy. Nhà vào đấy luôn em. Rồi. Một trận thứ hai bị quay chết quá sớm. Nhưng mà bắt đầu bung hốc. Thôi bắt đầu té. Vẫn hở em ơi. Vâng, rất tốt đến từ Hồng Anh, những cái pha bò nhà của mình. Rồi, tuyệt vời.
toàn những cái tên vào được rồi nhưng về lớp anh lại không vào. Giáp 4 cũng là hit, giáp 4 vẫn rỉa được, vẫn giữ được thang là 3x. Lại phải vòng quân ra ngoài để có thể rỉa ca. Tiếp tục một con ca thứ 3, à con ca nữa. Chém luôn. Rồi, tuyệt vời. Cẩn thận không lại vào mặt kia. Cẩn thận mặt kia em ơi. Đáng lắm, trận thiếu rồi. Giỏ lỗi đồi vòi định mệnh. Đó vài bàn của lớp 1, hai nhà quay chết luôn. Đúng là cái đồi vòi và bãi quả phụ tôi nhắc. Có nhưng mà không thấy, đèn.